Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an huyện Buôn Đôn giúp đỡ nhiều người dân gặp khó khăn hoạn nạn. Chuyện về một bí thư chi bộ buôn. Công an chính quy về, xã Chư Né bình yên hơn. Từ bỏ phun rô, trở về làm giàu ở buôn làng. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thời gian qua, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa ngày đêm tham gia phòng chống dịch COVID-19, vừa làm tốt công tác tình nghĩa, giúp đỡ nhiều người dân gặp khó khăn hoạn nạn trên địa bàn huyện. Trong đại dịch COVID-19, ở các bệnh viện, nguồn máu để cấp cứu, chữa trị cho bệnh nhân thiếu trầm trọng. Chia sẻ với những khó khăn, hoạn nạn của các bệnh nhân và gia đình họ, thời gian qua, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đã đến bệnh viện hiến máu nhân đạo, kịp thời cứu giúp cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi tiếp nhận thông tin từ trung tâm y tế, thì đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ và đoàn thanh niên, đã kịp thời thông tin đến cán bộ chiến sĩ công an huyện để cán bộ chiến sĩ có cùng nhóm máu sẽ đăng ký tham gia hiến máu và đã giúp được nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những trẻ em bị tan máu bẩm sinh qua được cơn nguy kịch. Với cái tinh thần vì nhân dân phục vụ thì đoàn viên thanh niên công an huyện luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ kể cả khi đêm hôm. Có những trường hợp là các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vùng xanh cách trung tâm huyện cả 15 km, nhưng các đồng chí vẫn cố gắng báo cáo lãnh đạo đơn vị và sắp xếp đổi trực để đến bệnh viện hiến máu giúp người dân. Qua đó thì có thể thấy là tinh thần vì nhân dân phục vụ đã được cán bộ chiến sĩ công an huyện quan tâm và phát huy mạnh mẽ trong thời gian qua. Những đơn vị máu của các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đã kịp thời giúp cho hàng chục bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Thời điểm bây giờ là mùa dịch thì cũng rất là khó khăn nên là máu ở ngoài với ở bệnh viện là rất là hiếm, nên là cũng rất là cảm ơn các anh công an đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho con em được có máu truyền trong cái mùa dịch này, giúp đỡ cho cháu để tiếp tục để đến trường. Con em cũng thấy mấy anh công an rất là nhiệt tình và vui vẻ giúp đỡ dân trong lúc khó khăn. Dạ, trước tiên thì em cũng cảm ơn cơ quan công an rất là nhiều, đặc biệt là cảm ơn đến anh vừa mới hiến máu cho con em ạ. Em rất là vui khi mà có sự giúp đỡ đồng tình của mọi người đã chia sẻ để mà con em được truyền máu ạ. Suy nghĩ của em, các anh rất là vì nước, vì dân, quên bản thân mình ạ. Các anh làm việc rất là tốt, đặc biệt là trong sự việc vừa rồi anh đã rất là chia sẻ nhanh và đã kịp thời cứu cháu nhà em ạ. Không chỉ tích cực trong công tác hiến máu nhân đạo, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn còn đóng góp để giúp đỡ cho các gia đình gặp hoạn nạn khó khăn. Tại thôn 8, xã Even, khi biết tin cháu Hứa Thị Hồng Nhờ, sinh năm 2008, bị đuối nước và hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đã đóng góp hơn 14 triệu đồng để giúp cho gia đình lo chuyện hậu sự cho cháu Nhờ được chu toàn và góp phần động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Sau khi tin báo con gái bị đuối nước thì các lực lượng công an xã Even, công an huyện Buôn Đôn với là các bà con dân làng bỏ công việc đi giúp đỡ kiếm cháu bé gia đình của em. Thì trước khi biết được đứa bé gia đình của em bị đuối nước thì công an xã, công an huyện bởi vì biết gia đình khó khăn là giúp đỡ tiền bạc để lo ma chay cho đứa bé gia đình em. Thì em xin thành cảm ơn các lực lượng công an huyện Buôn Đôn với công an xã với bà con nhân dân.
Những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhiều gia đình nghèo, khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn huyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong phóng sự sau đây, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện nhỏ về người bí thư chi bộ của Buôn Chư Hở Riết, xã Chư Pơng, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Buôn Chư Hở Riết, xã Chư Pơng, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Những năm trước, các giếng đào trong buôn cứ cạn dần. Hàng chục hộ dân của buôn lâm vào cảnh thiếu nước, hàng ngày phải đi hơn 1 đến 2 cây số vào suối, rất khó nhọc để lấy nước về sinh hoạt. Thấy cảnh bà con trong buôn quá khổ vì thiếu nước, ông Imung Nie, bí thư chi bộ buôn Chư Hở Riết, đã bàn với vợ và các con để đầu tư khoan một cái giếng sâu cạnh nhà mình cho người dân trong buôn cùng sử dụng, với dự kiến khoảng hơn 50 triệu đồng. Sau hơn một tháng ròng rã, gia đình ông Imung Nie đã thuê khoan xong giếng, nhưng số tiền phải lên gần 100 triệu đồng để mua thêm đường ống dẫn nước và các thứ đi kèm. Dù rất tốn kém, nhưng ông và cả gia đình vẫn vui vì đã giúp được cho bà con trong buôn. Từ đó đến nay, hàng ngày bà con trong buôn Chư Hở Riết và một số hộ dân ở buôn lân cận lại đến giếng của gia đình ông Imung Nie, bí thư chi bộ buôn để lấy nước sạch về sinh hoạt. Trong thời gian trước đây thì gia đình tôi và bà con trong buôn làng gặp nhiều khó khăn về nước sinh hoạt, không có nước phải đi lấy nước rất là xa. Nhờ có Imung có lòng hảo tâm hỗ trợ cho bà con nên không phải đi xa 1-2 cây số để lấy nước nữa. Bà con chúng tôi rất là vui mừng đi lấy nước sạch gần nhà để có thể đi làm nương rẫy sớm để phát triển kinh tế. Bà con trong buôn rất yêu mến gia đình Imung. Thì bản thân tôi thấy là trong buôn là không có nước uống. Do đó bản thân tôi vừa là cán bộ đảng viên, vừa là chức trách là lãnh đạo cho chi bộ, tôi luôn luôn phải quan tâm. Thì thấy bà con đi múc nước gần 2 cây số, do đó tôi cũng rất buồn. Tôi luôn luôn phải động viên gia đình ủng hộ tôi để lấy cái tiền tiết kiệm của gia đình để làm cái giếng cho bà con có cái nước uống để cái càng ngày càng phát triển để xây dựng cho nông thôn mới. Ông Imung Nie đã đi theo đảng gần 40 năm nay. Với uy tín của mình, ông đã được buôn làng và cấp ủy đảng, chính quyền xã bầu làm bí thư chi bộ buôn Chư Hở Riết hơn 20 năm nay. Việc khoan giếng của bác Imung là một việc làm hết sức ý nghĩa, đã tạo mọi thuận lợi cho bà con nhân dân trong cái quá trình sinh hoạt. Thì trước đây thì bà con đi lấy nước rất là xa và cái nguồn nước thì đục và không đảm bảo. Tuy nhiên thì sau khi bác Imung khoan giếng cho bà con cung cấp nước sạch thì hàng ngày bà con nhân dân đã đến và lấy nước sạch về dùng rất là gần và thuận tiện, góp phần giúp cho bà con nhân dân thuận tiện trong cái quá trình sinh hoạt. Bác Imung đã rất là gương mẫu trong việc chấp hành đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời thì bác cũng là một người uy tín trong buôn, thì bác cũng đã tự mình vận động các quần chúng nhân dân, bà con buôn làng là tích cực tham gia cái đóng góp đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn của buôn. Ngoài những lúc đi lo chuyện chung của buôn, của xã, ông Imung Nie còn chịu khó học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc vườn rẫy của mình. Mô hình 2,5 hectare cà phê, trồng sen bơ, sầu riêng và kết hợp với chăn nuôi heo gà của gia đình ông cũng là tấm gương cho bà con trong buôn học hỏi theo để phát triển kinh tế gia đình. Ông còn hướng dẫn tận tình cho các hộ dân cách sử dụng phân bón, tưới nước tiết kiệm, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất, tăng thêm thu nhập. Buôn Chư Hở Riết hôm nay đã ổn định, yên bình và dần phát triển về mọi mặt. Trong kết quả chung đó của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ở địa phương, có một phần đóng góp tâm sức rất đáng trân trọng như ông Imung Nie, bí thư chi bộ của buôn.
Lâu nay, Chư Né là một xã phức tạp về ma túy của huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian gần đây, lực lượng công an chính quy về xã đã ra quân phòng chống, làm giảm mạnh tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, được người dân ghi nhận và gửi thư khen ngợi. Trong xã Chư Né, điểm phức tạp nhất về ma túy là ở khu vực chòi tạm thuộc Buôn Mùi 3. Theo phản ánh của người dân, hàng đêm lợi dụng địa hình vắng vẻ, xa khu dân cư, các đối tượng nghiện đã tụ tập về đây lén lút mua bán, sử dụng ma túy, gây phức tạp về an ninh trật tự, khiến người dân ở đây hoang mang, lo lắng. Sau khi tập trung triệt xóa tụ điểm ma túy tại Buôn Mùi 3, công an xã Chư Né đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ nắm 49 người nghiện ma túy trong xã để giao cho các thôn buôn quản lý, giáo dục, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng. Tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Chư Né diễn biến hết sức phức tạp. Nó kéo theo nhiều tội phạm có liên quan như trộm cắp tài sản, cướp hoặc là cướp giật tài sản. Thì đối diện với cái vấn đề này thì lực lượng công an xã Chư Né đã triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ công an xuống nắm bắt tình hình tại địa phương. Qua nắm bắt thì các đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt để che mắt lực lượng công an. Thì các đối tượng đã lấy cái quán cà phê ở ven rừng thông này để làm bình phong, buôn bán nước giải khát. Chiều tối đến là các đối tượng lại tụ tập và mua bán ma túy, thực hiện kế hoạch triệt xóa tụ điểm ma túy. Thì công an xã Chư Né phối hợp với đội cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng và bắt giữ một vụ, một đối tượng tàng trữ hơn 5 gram chất ma túy. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, công an xã Chư Né đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện điều tra làm rõ 15 vụ việc vi phạm về an ninh trật tự, xử lý 15 đối tượng phạm pháp. Trong đó có 3 vụ ma túy, thu giữ nhiều bơm kim tiêm, ma túy và nhổ bỏ tiêu hủy hàng trăm cây cần sa. Những kết quả đó đã được chính quyền và nhân dân ở địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Mới đây, người dân ở Buôn Mùi còn gửi thư khen ngợi công an xã Chư Né. Công an xã chính quy trở về xã làm nhiệm vụ, nên thật đó là một chính sách của Đảng và Nhà nước mà tôi nói là cực kỳ thiết thực và cực kỳ gọi là mang đến một cái niềm tin đến cho bà con nhân dân. Tại vì khi các anh chính quy về, từ việc khả năng nghiệp vụ cho đến cách làm việc, cách giao tiếp đối với nhân dân đều được nâng cao hết toàn bộ. Và khi đó thì những đối tượng bất hảo trong cái địa bàn mà khi mình nhìn thấy các anh chính quy ấy, của những đối tượng này ấy, tâm lý lo sợ là nó sẽ dồn cao lên, đâm ra là mọi việc ở trong toàn bộ xã nói chung và riêng Buôn Mùi 3 nói riêng là nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều, từ vấn đề trộm cắp vặt nẹt bô xe thôi nó cũng giảm đi rất là nhiều ấy. Nói chung là cũng may mắn là đợt vừa rồi là các anh cũng đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều đấy, để mà triệt phá được cái tụ điểm này. Đó cũng là một chiến công của anh, nhưng đó cũng lại là một niềm vui, một niềm hạnh phúc đối với tất cả bà con Buôn 13 nói riêng và công dân của toàn bộ xã Chư Né nói chung. Thì sau khi lực lượng công an chính quy về thì đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cái kế hoạch để mà triển khai các cái đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là cái đối tượng nghiện ma túy. Bên cạnh cái công tác tuần tra nắm bắt địa bàn, kịp thời giải quyết các cái vụ việc phát sinh, cũng như là phối hợp tốt với các cấp ngành trong công tác tuyên truyền vận động. Qua cái công tác của lực lượng công an thì đến thời điểm này thì cái công tác quản lý địa bàn là tương đối tốt. Xã Chư Né nay đã bình yên hơn, người dân ở các thôn buôn thêm yên tâm lao động sản xuất. Trong sự đổi thay đó có một phần đóng góp công sức của các cán bộ công an xã. Từng mắc mưu nghe lời kẻ xấu, bỏ gia đình, bỏ buôn làng vượt biên theo phun rô, sau đó trở về, chăm lo làm ăn và trở nên khá giả. Đó là câu chuyện của anh Ysen Buôn Giá ở Buôn Tua A, xã Drei Sáp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay, các cán bộ công an huyện Krông Anna và già làng Buôn Tua A
lại đến thăm anh Y Xuyên Buôn Giá. Năm 2007, do nhẹ dạ cả tin, mắc mưu các đối tượng phun rô xúi dục kích động, anh Y Xuyên Buôn Giá đã vượt biên sang Campuchia với ảo tưởng sẽ được các đối tượng phun rô đưa sang Mỹ hoặc nước thứ ba có cuộc sống giàu sang, sung sướng. Nhưng sau đó, chờ mãi chẳng thấy ai đưa đi đâu cả, nên anh Y Xuyên Buôn Giá đã vỡ mộng trở về buôn làng, được cán bộ công an, chính quyền địa phương, già làng tuyên truyền, giải thích, động viên, giúp đỡ. Anh Y Xuyên Buôn Giá đã nhận ra âm mưu thâm độc, những luận điệu về cái gọi là nhà nước Đê Ga độc lập, Tin Lành Đê Ga, phản động của phun rô và những lầm lạc của mình. Từ đó, anh Y Xuyên Buôn Giá đã chuyên tâm vào làm ăn, chăm lo ruộng rẫy, học hỏi, áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, gia đình anh Y Xuyên Buôn Giá đã sắm được 2 xe công nông phục vụ sản xuất, mua xe gặt lúa liên hợp và xe xới đất trị giá hơn 800 triệu đồng. Với hơn 5 hecta ruộng rẫy hàng năm, gia đình anh Y Xuyên Buôn Giá thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng. Bởi vì trước đây là bởi vì thiếu hiểu biết, nghe lời, họ là sang bên nước ngoài á, rồi sau đó cảm thấy mình không được vì lỗi lầm này kia là không có hiệu quả, rồi sau đó mình trở về địa phương, rồi cả chính quyền công an cũng quan tâm, thế là nhà nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ bà con, đừng có nghe lời ai, mồ hôi nước mắt mình làm ra thôi, mình không có nghe lời ai đâu, chỉ đảng và nhà nước đã quan tâm cho mình rồi, thì mong rằng là bà con từ nay trở đi đừng có nghe lời họ nữa, cố gắng làm ăn để phát triển kinh tế. Từ lúc Y Xuyên Buôn Giá trở về chăm chỉ làm ăn, không chỉ vợ con của anh vui mừng mà mọi người trong buôn Tô A ai cũng vui lây. Tôi thấy là đảng nhà nước rất quan tâm những người có lỗi lầm rồi quay về lại địa phương, rồi đảng cho vay tiền, rồi cho đối tượng làm ăn hiện nay là khá giả rồi đó, mà bây giờ rất là chấp hành cái chủ trương đường lối của đảng, rồi các ban ngành đoàn thể, rồi công an dịp lễ dịp Tết, rồi bên an ninh rồi họ xuống, rồi chúng tôi kết hợp với chính quyền địa phương, rồi chúng tôi trực tiếp là giáo dục mấy đối tượng đó để ông nghe, ông cũng nghe, cũng chấp hành, kể cả gia đình con em của nó cũng đi theo đảng hết, không có gì vấn đề gì, bây giờ rất tốt rồi. Riêng ở trong buôn này là về mặt an ninh ấy, an toàn rồi, kể cả điểm nhóm. Bước qua những tháng ngày lầm lạc, giờ đây hơn ai hết, những người như anh Y Xuyên Buôn Giá ở buôn Tua A càng thêm thấm thía nhận ra rằng không thể có một cuộc sống no ấm, giàu sang được xây lên từ những ảo tưởng viễn vông xa vời mà các đối tượng phản động phun rô lưu vong từng rêu rao lừa mị. No ấm, hạnh phúc chỉ được tạo dựng bằng chính đôi tay, sức lao động của mình, ngay chính trên ruộng rẫy buôn làng thân yêu của mình và trong vòng tay giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Nhân dịp năm mới 2022 và Tết cổ truyền Nhâm Dần, Ban biên tập Truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk kính chúc quý vị, các đồng chí và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang hạnh phúc, vạn sự như ý, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.